Trở lại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long hôm nay, Thắp Sáng Niềm Tin biết được còn có rất nhiều em học sinh, sinh viên vừa khó học giỏi, đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ để viết tiếp tương lai con chữ. Trong đó có câu chuyện vượt lên số phận khó nghèo để nung nấu cho mình một ước mơ thật đẹp của em Trần Minh Quang, sinh viên ngành sư phạm lịch sử trường Đại học Cần Thơ và là cựu học sinh trường Trung học Phổ thông Võ Văn Kiệt, huyện Vũng Liêm. Mặc dù là gia đình em rất là khó khăn, nhưng em không ngại vươn lên trong học tập. Em tham gia đầy đủ các phong trào do đoàn thanh niên tổ chức. Em còn được là giáo viên tin tưởng, giáo viên của các tổ bộ môn tin tưởng giao cho nhiệm vụ là tuyên truyền viên, được tổ chức trong các buổi sinh hoạt dưới cờ. Một cái ấn tượng khó quên đối với tôi, cũng như là nhiều cái giáo viên hội đồng tổ lịch sử của tỉnh Vĩnh Long đã về đây dự cái tiết hội giảng. Quang đã được phân công là trợ giảng một cái nội dung nhỏ trong cái tiết hội giảng này, nhưng mà với cái năng lực thật sự của em thì được cái tổ hội đồng bộ môn lịch sử của tỉnh đánh giá rất là cao. Không chỉ vậy mà Minh Quang còn để lại ấn tượng tốt với thầy cô bạn bè bởi thành tích học tập xuất sắc suốt 12 năm đèn sách vừa qua, đặc biệt là những thành tích đáng khen trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi. Và sự nỗ lực không mệt mỏi ấy đã giúp cậu trò nghèo trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường Đại học Cần Thơ. Ban đầu thì em cũng có năng khiếu về môn ngữ văn, cho nên là quý thầy cô ở cấp 2 thì cũng có hướng em là đi theo ngành sư phạm ngữ văn. Nhưng mà khi lên cấp 3 thì trong quá trình mình hoạt động với tổ bộ môn lịch sử của trường Trung học Phổ thông Võ Văn Kiệt á, thì em phát hiện là mình có nhiều năng khiếu, thì em quyết định là em chọn lựa môn sư phạm lịch sử để mà làm cái nghề để mà mình theo đuổi trong suốt cuộc đời của mình. Nhiệt quyết, đam mê với bộ môn lịch sử yêu thích, nhưng để theo đuổi ước mơ suốt chặng đường 4 năm đại học sắp tới là chuyện không mấy dễ dàng với cậu sinh viên nghèo khó này. Bởi mới 2 tuổi đầu, Minh Quang đã sống trong nỗi thiếu vắng tình cha. Cha em đã qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật ngặt nghèo. Thương con và mong muốn bù đắp cho con có được một gia đình đầy đủ và hạnh phúc hơn. Ít lâu sau, mẹ Quang, chị Trần Thị Kim Minh quyết định đi thêm bước nữa. Nhưng nào ngờ, hạnh phúc lại dở tan khi Phúc Vinh, em trai của Quang, mới tượng hình trong bụng mẹ. Cuộc sống của chị khổ rồi, nhỏ tới lớn chị buồn, rất là buồn. Nhưng mà chị không có biết nói với ai hết. Đêm chị về chị buồn, chị vô trong mùng chị nằm chị khóc, chị không có dám cho con thấy. Sợ con chị thấy nó buồn. Thương mẹ một mình vất vả nên Minh Quang không chỉ cố gắng học giỏi để mẹ được vui lòng, mà em còn biết đỡ đần phụ mẹ làm thêm rất nhiều công việc. Trong đó bán trái cây dạo được xem là sinh kế chính, giúp ba mẹ con có tiền trang trải cuộc sống gia đình, nhất là lo cho tương lai của anh em Quang đang còn nhiều khó khăn phía trước. Lợi to này là bao nhiêu một ký vậy chị? Lợi to này 15 ngàn em. Còn ở bên cái xỉa bên kia? Thế giờ lợi nhỏ thì 6 ngàn. Chị mời Nguyễn Hiếu ngồi. Dạ, em cảm ơn chị. Bữa nay là mình chỉ bán là cam không hả chị Minh? Bữa nay chị có cam không em? Dạ, nhưng mà bình thường là mình bán những cái loại nào hả chị? Cái mùa nhãn thì chị bán nhãn em, tới có ổi thì chị bán ổi. Cũng không có vốn nhiều nên chị lấy số lượng ít rồi em. Bình thường Quang có thường hay ra đây ngồi bán phụ mẹ không em? Dạ có, một ngày học một buổi thì em sẽ dành một buổi còn lại để mà phụ mẹ buôn bán để cho mẹ nghỉ ngơi. Rồi tối thì em sẽ học bài, tranh thủ lúc học bài xong thì em sẽ phụ mẹ soạn đồ bán để ngày hôm sau mẹ ra tiếp tục mẹ bán. Lúc còn đi học phổ thông thì em cũng thường
giới thiệu với quý thầy cô và các bạn ở trong trường. Ngày hôm nay là em có cái loại trái cây này, cái loại trái cây kia, thì quý thầy cô và các bạn cũng rất là yêu thương, cũng mua rất là nhiều, ủng hộ mình rất là nhiều. Nhưng mà anh thấy là nếu như mà những bạn cùng trang lứa với em mà đem trái cây vào trường bán thì đa phần sẽ có cảm giác là e ngại. Nhưng mà lúc đó Quang có ngại không? Dạ, ban đầu thì mình cũng rất là ngại, nhưng mà khi xem xét lại hoàn cảnh gia đình của mình khó khăn thì mình thấy đây là một cái công việc rất là tốt, một công việc rất là phù hợp với khả năng của mình để mà mình có thể giúp đỡ mẹ một phần nào đó kinh phí, trang trải cuộc sống, thì em thấy nó không còn gì là đáng xấu hổ mà ngược lại là rất là đáng tự hào. Em được biết là trước đây, trước khi mà mình đến với công việc buôn bán như thế này thì chị Minh cũng có làm những công việc phụ thêm khác đúng không ạ? Trước khi dịch bệnh thì chị có đi xuống dưới Trà Vinh, ở dưới đó thì quán buôn bán ăn rất là nhiều em, rồi chị xuống dưới buổi sáng 4 giờ thì chị đi ra phụ dọn quán ăn cho ta ở ngoài lề đường, rồi trưa chị dọn về xong rồi chị đi phụ giúp việc nhà, dọn dẹp nhà cửa cho ta, buổi tối người ta thuê chị rửa chén rửa ly rồi cho mấy cái quán ăn thì chị đi làm tiếp, 11 giờ dọn quán vô thì 12 giờ chị về tới nhà 1 giờ. Chị đã đi làm là từ lúc khi Quang mới có 2 tuổi. Nghĩa là kéo dài mười mấy năm trời. Sau đó mình mới bắt đầu mình chuyển sang rẽ hướng sang buôn bán trái cây như thế này. Kể từ khi phát dịch bệnh nên chị không có đi được nữa, nên chị bán trái cây này kia nọ vậy để có được thu nhập tiền đồng nào đỡ đồng nấy cho con chị. Tôi cảm thấy là mẹ rất là vĩ đại, vì mẹ đã tìm mọi cách để mà lo cho hai anh em của em ăn học. Tuy là từ nhỏ đến lớn là chưa bao giờ biết mặt cha, những cái ký ức về cha thì chỉ được nghe kể qua lời kể của mẹ hoặc là bà ngoại thôi. Nhưng mà em luôn được sống trong một cái tình thương rất là dạt dào. Mẹ cũng vừa là một người cha, vừa là một người mẹ, nâng đỡ và chăm sóc em trong cuộc sống. Dù hoàn cảnh khó khăn thế nào thì mẹ cũng một mình gánh gồng, không hề bỏ cuộc tất cả vì con vì cái. Chị Minh à, khi mà Quang đã đậu vào trường Đại học Cần Thơ rồi thì em nghĩ cái chi phí mà cho con cái học hành nó cũng sẽ tăng lên nữa. Con chị đậu đại học thì chị rất là mừng, vui lắm. Nhưng mà chị lo về lo cái tiền phí để đóng cho con chị đi học. Thì con chị nó mới nói thôi bây giờ khó khăn quá mẹ ơi, dịch bệnh làm không có tiền, thôi thì có lẽ là con ở lại con đợi năm sau đi học. Cái chị mới nói thôi con đừng có lo, để mẹ tính mẹ lo cho. Thì nhờ vào cái sự động viên của mẹ thì em quyết định chọn cái con đường học tập để mà mình đạt được cái ước mơ của mình. Vì chỉ có học thì mình mới thay đổi được cuộc sống của mình hiện tại và hướng đến tương lai một cách tốt đẹp hơn. Lenin là đã có nói là học, học nữa học mãi, học để mà mình thay đổi cuộc sống, thay đổi cuộc đời của mình. Ông trời chứ có không phụ lòng mình đâu, mẹ có thể mẹ mượn được. Chị mới điện thoại nhờ hết tất cả người thân, chị mượn một người một ít. Nhưng mà người thân chị không có ai có tiền hết á. Rồi chị mượn tất cả những người bạn nhiều lắm nhưng mà cũng không có. Rồi có một người bạn cũng không có tiền. Bạn chị mới có chiếc nhẫn đem đi cầm cho chị mượn số tiền được là 4 triệu. Rồi chị mới đóng tiền học phí cho con chị. Ý thức rõ sự thiệt thòi của bản thân khi không có con chữ làm hành trang trên bước đường mưu sinh lập nghiệp, nên chị Minh, mẹ Quang quyết lòng làm lụng để tương lai sau này của hai con được tươi sáng rạng rỡ hơn. Thế nhưng, với những khó khăn mà ba mẹ con đang gặp phải, đặc biệt là tình trạng sức khỏe của bản thân đang gặp nhiều trở ngại, thì liệu rằng người mẹ này có đủ sức vượt qua để tiếp tục đồng hành cùng con trên những chặng đường gian nan phía trước? 7 năm nay á, chị bị thoái hóa cuộc sống nhẹ, mới đầu thì nó nhẹ, rồi chị còn ráng sức chị đi làm, bác sĩ không cho làm nặng. Nhưng mà chị vì kiếm tiền nuôi con chị nên chị ráng cố gắng, chị làm hơi nhiều. Sau này nó bệnh nó trở nên nặng, có lúc chị nằm một tháng không hết đau nữa. Rồi mấy lúc đó không có tiền xây sở, chị phải về quê nhờ người chị của chị hỏi vay tiền tháng. Rồi lúc chị mạnh thì chị làm, chị trả dần dần. Hiểu được sự gian lao của mẹ, nên hiện tại tranh thủ nửa buổi học online, nửa buổi còn lại Minh Quang lao vào mưu sinh để phụ mẹ trang trải cuộc sống gia đình. Dẫu có vất vả, nhưng chưa bao giờ cậu sinh viên này sao lãng việc học. Mà ngược lại, em luôn lấy đó làm động lực để phấn đấu nhiều hơn trên hành trình vươn tới ước mơ tương lai.
cũng có từng nghĩ đến là khi mình qua Đại học Cần Thơ, khi mà mình đã tiếp cận được phương pháp học tập bên đại học rồi, thì mình sẽ tìm một cái công việc nào đó phù hợp với khả năng của mình, như là dạy gia sư hoặc là đi phụ giúp những cái quán cà phê, quán nước rồi đó. Nhưng mà mình kiếm thêm một ít thu nhập để phụ mẹ một phần trang trải cái cuộc sống đại học của mình. Khi mà nghe con trai chia sẻ như thế thì chị Minh đã phần nào yên tâm chưa ạ? Chị cũng tự tin là con của chị ở nhà thì nó rất là ngoan. Còn ra bên ngoài sống với thầy cô thì thầy cô rất là thương, bạn bè rất là yêu thương nó sống rất là hòa đồng ngoài xã hội. Dạ. Nên lúc nào chị cũng yên tâm về con chị hết. Dạ, sau khi ra trường thì em luôn có một ước mơ ấp ủ là ba mẹ con sẽ có một cái căn nhà của riêng ba mẹ con để mà đoàn tụ quay quần bên nhau trong những bữa cơm. Và mong muốn là sau khi ra trường thì em sẽ có một cái công việc, một ngôi trường để mà công tác, và khi mà em đạt được ước mơ của mình rồi thì em sẽ dùng hết khả năng và tri thức, sức lực của mình để mà giúp đỡ, hỗ trợ những cái bạn học sinh cũng có hoàn cảnh khó khăn như mình. Hiện tại thì gia đình của mình, ba mẹ con sống trong một căn nhà trên phần đất của ông bà ngoại hay là mình đang ở đâu ạ? Hiện tại bây giờ thì chị đang ở đậu, ở nhờ nhà của một người anh, bà con cô ông cậu. Chị Minh có thể kể cho em nghe vì sao mà mình phải ở đậu như thế không ạ? Vì lúc trước chị là hộ nghèo, không có nhà cửa, không có đất, không có ruộng canh tác. Ba mẹ chị cất cho ba mẹ con chị một cái chòi ở phía sau nhà. Rồi cái chòi đó nó bị hư, chị mới đi thuê nhà trọ chị ở. Chị ở xong rồi nhà nước mới hỗ trợ cho chị được một căn nhà nhỏ trị giá 40 triệu. Nhưng mà chị thì không có đất để cất nhà. Chị mới hỏi nhờ đất của một người em gái. Lúc đầu thì em của chị đồng ý là cho chị cất ở. Nhưng mà khi nhà cất chưa hoàn thành á, thì em của chị lại đổi ý, là nói là ba của chị là không cho chị ở đó, nên em của chị là sợ ba chị buồn, nên em chị mới gọi điện về báo là không cho chị ở trên mảnh đất đó. Giờ rồi chị, ba mẹ con chị lại tiếp tục đi ở nhà trọ. Rồi trong khi ở nhà trọ lúc mấy tháng dịch đó, rồi chị không có tiền đóng nhà trọ, rồi mẹ con chị mới quyết định dọn về ở đậu nhà của một người anh. Nghe chị Minh kể thì em thấy là nó quá là gian nan. Người ta thường nói là an cư thì mới lạc nghiệp, nhưng mà dường như cái chỗ ở đối với mình nó là một cái điều gì đó rất là xa vời, đúng không chị? Nhưng mà lúc đó chị đã làm gì để mà mình vượt qua được giai đoạn khó khăn đó hả chị? Trong khi một thân một mình phải nuôi thêm hai đứa con nữa. Chị thì biết rằng hoàn cảnh rất là khó khăn, nhưng mà chị vì con của chị đó, là dù khó cách mấy á, thì chị cũng tìm mọi cách để cho con chị đi học được, chị không có bỏ cuộc. Bằng mọi cách mình vẫn cho con học đến nơi đến chốn. Và em cũng hy vọng là cả nhà, ba thành viên trong gia đình sẽ cùng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn phía trước. Tin chắc rằng sự yêu thương lẫn nhau như thế thì cả gia đình mình sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn đó chị nha. Nguyễn Hiếu xin được hân hoan chào mừng toàn thể quý khán giả đang cùng đến với buổi lễ trao học bổng Thắp Sáng Niềm Tin của Đài Truyền hình Vĩnh Long dành cho em Trần Minh Quang, sinh viên năm nhất ngành sư phạm lịch sử trường Đại học Cần Thơ. Kính thưa quý khán giả, để có được thành tích học tập nổi bật thì Minh Quang cùng với gia đình đã nỗ lực cố gắng rất nhiều. Nhưng một lời động viên mà chương trình muốn gửi gắm đến em và gia đình, ngày hôm nay chương trình sẽ quyết định trao đến Minh Quang suất học bổng đặc biệt. Và trước khi đến với phần trao học bổng cho Minh Quang thì chương trình cũng biết được rằng ở huyện Vũng Liêm cũng có nhiều em học sinh vừa khó học giỏi. Và nhân chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng dành 10 suất học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng cho các em học sinh vừa khó học giỏi. Trường Trung học phổ thông Hiếu Phụng xin được chúc mừng em Phan Lê Nhật Tân, lớp 10A3. Chúc mừng em Trần Minh Ngọc Kim Long, lớp 10A6. Em Trương Quốc Đặng, lớp 12A5. Em Đỗ Thị Quế Trân, lớp 12A7. Em Nguyễn Đăng Phương, lớp 11A4. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiếu Tự, em Nguyễn Thị Hồng Lụa, lớp 10A7. Em Nguyễn Thanh Hậu, lớp 12A8. Em Nguyễn Hữu Đạt, lớp 12A6. Em Lê Thị Ngọc Hà, lớp 12A4. Em Tạ Thị Bảo Ngọc, lớp 10A7. Hy vọng là với sự hỗ trợ này thì các em sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trên con đường học vấn của mình. Còn bây giờ quay trở lại với sân khấu Thắp Sáng Niềm Tin, chúng ta sẽ cùng đến với phần quan trọng nhất của buổi lễ. Đó chính là phần trao học bổng cho em Trần Minh Quang. Ngay bây giờ xin được mời em Trần Minh Quang sẽ bước lên phía trên để nhận suất học bổng từ chương trình. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Hoàng Nguyên, Phó Chủ tịch Hội khuyến học huyện Vũng Liêm sẽ trao cho em Minh Quang suất học bổng đặc biệt từ chương trình Thắp Sáng Niềm Tin trị giá 25 triệu đồng. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho Minh Quang đã nhận được suất học bổng đặc biệt từ chương trình. Trước hết thì em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc
Vì từ trước đến bây giờ em chưa bao giờ dám nghĩ là có một ngày mình nhận được một sự hỗ trợ rất là lớn như thế này. Em xin hứa là khi nhận được suất học bổng này thì em sẽ sử dụng đúng mục đích, cố gắng học tập, phấn đấu, nỗ lực để không phụ lòng những người đã luôn quan tâm và ủng hộ em. Dạ, kính thưa quý khán giả luôn đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường, thì ngày hôm nay khi mà Minh Quang nhận được suất học bổng từ chương trình Thắp Sáng Niềm Tin thì có lẽ một người cũng rất là vui và không kém phần hồi hộp như là Minh Quang, đó chính là mẹ của em. Xin mời chị Kim Minh sẽ cùng bước lên sân khấu để chung vui cùng với con trai của mình. Ngày hôm nay khi mà thấy Minh Quang nhận được suất học bổng của chương trình thì cá nhân của chị cảm thấy như thế nào ạ? Hôm nay chị biết là con chị nhận được suất học bổng này, chị rất là vui. Với số tiền này từ xưa giờ chị chưa từng có, nhưng mà hôm nay con chị nhận được suất học bổng, số tiền này rất là lớn với chị. Chị sẽ dùng số tiền này để trả số nợ mà chị hỏi vay mượn 4 triệu để đóng học phí cho con chị. Còn bao nhiêu số tiền lại chị dùng cho con chị để sử dụng kinh phí đi học. Và hiện tại thì mình có còn lo lắng nào nữa không chị trong cuộc sống thường ngày? Ba mẹ con sẽ còn phải ở trọ hay là ở tá túc nhà người thân nữa ạ? Đúng là chị vẫn còn ở tá túc nhà người thân. Bây giờ sức khỏe của chị thì không có thuốc uống á, nó còn yếu hơn như lúc trước nữa. Quý khán giả thân mến, mặc dù ngày hôm nay Minh Quang đã nhận được suất học bổng đặc biệt từ chương trình Thắp Sáng Niềm Tin trị giá 25 triệu đồng, nhưng mà qua những chia sẻ của chị Minh thì chúng ta có thể thấy là gia đình còn rất là nhiều khó khăn. Chính vì thế mà ngay bây giờ chương trình sẽ mời Minh Quang và mẹ của mình đến với phần bốc thăm may mắn. Dạ thưa chị, ở trong thùng thăm này thì có 6 lá thăm, chính là 6 nhãn hàng thuốc bảo vệ thực vật của công ty ADC, bao gồm các sản phẩm thuốc trị bệnh hép muốn là được, thuốc trị bệnh bum triệt để và bền bỉ hơn, thuốc trị bệnh bum con đặc trị đầu ôm cổ bông, thuốc trừ cỏ diệt mầm, diệt cỏ tận mầm không lo chết dũng, thuốc diệt ốc Bolis, một thế giới không còn con ốc, thuốc kích thích sinh trưởng Atonic, sản phẩm chính hiệu Nhật Bản. Trong đó thì có một lá thăm trị giá 10 triệu đồng, một lá thăm trị giá 15 triệu đồng, một lá thăm trị giá 16 triệu đồng, một lá thăm trị giá 17 triệu đồng, một lá thăm trị giá 18 triệu đồng và đặc biệt có một lá thăm trị giá tới 39 triệu đồng. Bây giờ thì xin mời chị Minh sẽ là người trực tiếp bóc lá thăm may mắn. Xin mời chị. Và bây giờ chúng ta hãy cùng hồi hộp chờ đợi xem chị Minh bóc được lá thăm trị giá bao nhiêu tiền nha. Xin mời chị. 18 triệu đồng, và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho chị Minh và Minh Quang tiếp tục nhận được số tiền là 18 triệu đồng. Và xin được trân trọng kính mời ông Phạm Thế Hùng, Phó Giám đốc Kinh doanh ngành nông nghiệp công ty ADC sẽ trao số tiền 18 triệu đồng cho Minh Quang và gia đình của mình. Chúc em học thành công và sau này trở thành một người có ích cho xã hội. Cảm ơn ông Phạm Thế Hùng. Với số tiền này thì tôi nghĩ là tôi sẽ để dành cho con tôi đi học, để tôi có thể yên tâm đi làm kiếm tiền để trị bệnh thôi, chứ tôi không có sử dụng số tiền này của con tôi. Minh Quang ơi, em rất là hạnh phúc bởi vì có sự đồng hành của mẹ, của em trai của mình nữa. Và bên cạnh đó thì người mẹ luôn cố gắng nỗ lực hết sức mình để đồng hành cùng với em trong chặng đường sắp tới. Hy vọng là với những sự ủng hộ, động viên tinh thần từ chương trình ngày hôm nay thì Minh Quang sẽ cố gắng nhiều hơn nữa Quang nha. Quý khán giả thân mến, bên cạnh những sự động viên hỗ trợ thì chương trình cũng dành những phần quà cho Minh Quang ngày hôm nay. Công ty ADC tại Vĩnh Long sẽ tặng cho Minh Quang và gia đình 50kg gạo. Nhãn hàng thuốc hép trao tặng cho em 1 triệu đồng và 100 cuốn tập. Nhãn hàng Hepacool giải độc mát gan sẽ trao tặng cho em 1 chiếc xe đạp. Nhãn hàng bột thảo mộc thanh nhiệt sẽ tặng cho em 1 cái ba lô. Tiếp theo, nhãn hàng gạo Tư Quý trao tặng cho em 1 nồi cơm điện. Và tiếp theo chương trình cũng là một bất ngờ nữa dành cho Minh Quang. Đó là sự xuất hiện của một vị khách mời đặc biệt. Đáng lý ra thì ngày hôm nay vị khách mời đặc biệt này sẽ đến trực tiếp sân khấu của Thắp Sáng Niềm Tin. Nhưng mà do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp cho nên bạn này đã không thể đến được. Và bây giờ xin mời quý khán giả hãy cùng đến với những chia sẻ của một thành viên đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin đã gửi gắm đến chương trình cũng như là Minh Quang. Kính chào chương trình Thắp Sáng Niềm Tin, em tên là Trần Thiên Phú, là nhân vật của chương trình Thắp Sáng Niềm Tin kỳ 550 năm 2020. Khi mà nhận được cái lời mời tham gia chương trình á, thì em rất là vui và xúc động vì một lần nữa mình lại được đồng hành cùng với chương trình á. Chương trình Thắp Sáng Niềm Tin đã để lại cho em rất là nhiều kỷ niệm. Từ khi mà tham gia chương trình Thắp Sáng Niềm Tin đến bây giờ thì cuộc sống của gia đình em đã hoàn toàn bước sang một trang mới.
Em được tiếp tục đi học và được tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Và hiện tại thì em đang theo học ngành y đa khoa. Thời gian học tập là 6 năm. Mục tiêu sắp tới của em là khi mà mình ra trường xong thì sẽ cố gắng học tập để trau dồi kinh nghiệm của bản thân. Và sẽ trở thành một bác sĩ không những giỏi về chuyên môn mà phải giàu về đức độ. Và trong tương lai xa hơn nữa, có nguyện vọng là em sẽ thành lập một đoàn y thiện để hỗ trợ và thăm khám chữa bệnh cho những bà con ở vùng sâu, vùng xa và những người có hoàn cảnh khó khăn giống như em ở thời điểm hiện tại. Sau khi nghe cái hoàn cảnh của em Minh Quang á, thì em thật sự rất là đồng cảm. Tại vì giữa em và em ấy nó có những cái nét tương đồng, là trong cuộc sống sẽ có những cái khó khăn nhất định, nhưng mà không vì thế mà chúng ta buông xuôi, mà chúng ta phải nỗ lực không ngừng để phấn đấu. Gia đình của mình á, càng khó khăn bao nhiêu thì em phải biến nó thành cái động lực để cố gắng phấn đấu bấy nhiêu. Vì chỉ có học tập thì sau này nó sẽ giúp cho em và cũng như gia đình của em sẽ thay đổi được cuộc sống tương lai sau này. Và anh tin là chỉ cần chúng ta có niềm tin thì chúng ta nhất định sẽ làm được. Và hy vọng là qua chương trình Thắp Sáng Niềm Tin ngày hôm nay thì Minh Quang sẽ có thêm một sự ủng hộ về tinh thần để mình tiếp tục trên con đường học vấn phía trước nữa, Minh Quang nha. Và quý khán giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Thắp Sáng Niềm Tin kỳ này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý khán giả đã luôn quan tâm và ủng hộ chương trình. Quý khán giả hãy nhớ đón xem chương trình vào lúc 16:40 thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 nha. Còn bây giờ, Nguyễn Hiếu và những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong số phát sóng kỳ sau. Xin chào. Nghe tin cậu học trò hiền lành, ngoan ngoãn nhận được sự tiếp sức từ chương trình Thắp Sáng Niềm Tin, thầy cô ở tổ bộ môn lịch sử trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt ai nấy cũng vui mừng, xúc động và gửi đến em những lời động viên kịp thời. Cảm ơn đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long đã tạo điều kiện Thắp Sáng Niềm Tin để cho em Quang có được cái sự học bổng và tạo cơ hội cho em đến trường đại học. Cô mong em Quang là sử dụng phí học bổng này một cách đúng mục đích để phục vụ cho việc học tập của mình. Cô vui và hãnh diện vì có một em học sinh đã tiếp bước nghề dạy học của thầy cô. Cô mong rằng em sẽ phát huy năng lực học tập lịch sử của mình để có thể thông tích truyền đạt kiến thức lịch sử cho thế hệ sau. Minh Quang sẽ tiếp tục cái sự nghiệp cho người có nhiều cái cống hiến cho ngành giáo dục tỉnh nhà cũng như là ngành giáo dục của chúng ta. Tin rằng những tình cảm thân thương mà quý thầy cô ở trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt gửi đến Minh Quang sẽ là nguồn động viên rất lớn để cậu trò nghèo có thêm nghị lực, niềm tin vượt qua chặng đường gian khó phía trước. Hy vọng em sẽ bản lĩnh, tự tin để hoàn thành ước mơ trở thành một thầy giáo trong tương lai. Chúc em thành công nha! Thấy con là mổ thủ khoa, vậy thì cô có cảm xúc như thế nào hả cô? Cô nghe được thì cô rất mừng. Khi con cô đạt được như vậy thì cô làm kết quả cô cũng không buồn, rất vui luôn. Cuộc đời cao vui vững.